ngày 28 tháng 2, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tâm Duy, sinh năm 1983, ngụ quận Tân Bình, về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Trước đó, Duy đến chi nhánh ngân hàng ở đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, gửi 1,5 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của mình. Nhân viên ngân hàng sơ suất nên đã chuyển nhầm số tiền gửi này thành 1,5 tỷ đồng. Duy biết sự nhầm lẫn của nhân viên ngân hàng vì tài khoản bỗng dưng có thêm gần 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Duy không liên hệ phía ngân hàng đã hoàn trả lại. Sau đó, Duy đã chuyển 50 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng của một người bạn và nhờ rút giúp Duy. Ngân hàng phát hiện nên đã hủy bỏ giao dịch có thể phát sinh từ tài khoản của Duy. Đại diện ngân hàng cũng mời Duy lên làm việc và giải thích về sự nhầm lẫn trên. Tuy nhiên, Duy không hợp tác và không đồng ý ký vào biên bản làm việc, không đồng ý hoàn trả số tiền trên. Ngân hàng sau đó chỉ thu hồi được 1,45 tỷ đồng, còn số tiền 50 triệu đồng bị Duy chiếm đoạt trái phép. Ngân hàng đã trình báo công an. Tại công an, Duy thừa nhận hành vi phạm tội. Duy khai, do hoàn cảnh khó khăn nên đã tham lam chiếm đoạt số tiền trên. Số tiền chiếm đoạt được Duy cho người bạn 5 triệu đồng để trả công vì đã rút tiền giúp mình và số tiền còn lại thì Duy tiêu xài cá nhân.